mọi người biết không, mình đi xuống Nghĩa Trụ nhá, chỉ xuống cái xã Nghĩa Trụ là đi vào Vim 2, Vim 3, Option 2, Option 3 đấy. Đây đi qua cầu này, đây đi xuyên qua mấy quốc gia. Đi quanh ở trong này tầm khoảng độ 3 tiếng đồng hồ nhá. Là được xem là tất cả các kiểu nhà của các thành phố ở nhiều nước trên thế giới. Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản. Ví dụ như là Trung Quốc, Đài Loan, rồi là Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đấy. Là chỉ có đi 3 tiếng đồng hồ là biết hết được nhiều kiểu nhà của các nước. Gọi là khu ăn chơi Hồng Kông cũng kia. Ở dưới này là cứ tối thứ bảy, là tối thứ bảy tuần nào người ta cũng bắn pháo hoa mọi người. Mà mình cảm tưởng như là tối thứ bảy chủ nhật là gần như là những ngày này là gần như chỗ nào cũng đông, lượng người đi xuống dưới này chơi rất đông. Vì cái xã Nghĩa Trụ này nó cách đất Hà Nội có độ hơn chục cây số thôi mọi người ạ. Từ Hà Nội là xuống dưới này chơi rất đông. Tại khu Gia Lâm mình xuống dưới này là càng gần. Nếu mà mọi người mà có thời gian mà đi chơi dưới này, cứ đầu tư ra tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ thì mọi người sẽ đi được rất nhiều chỗ, rất nhiều điểm hay. Mình thì mình thấy ấn tượng nhất là khu phố Hồng Kông. Là mình cảm thấy lúc nào cũng nhộn nhịp, đông vui. Dưới này thì nói chung là nó là quá đẹp rồi mọi người. Nhưng mình thì mình không dám công nhận là nó đẹp nhất Việt Nam đâu. Mà mình thấy rất nhiều người, người ta ca ngợi là dưới khu này là đẹp nhất Việt Nam đấy. Vì có những người, người ta đi khắp đất nước Việt Nam rồi, người ta công nhận là đây là đẹp nhất Việt Nam rồi. Còn mình thì mình chưa dám khen kiểu ấy. Mình chỉ dám nói là mình ở đây cả ngày cũng biết chán, cả đêm cũng biết chán. Và gần như ngày nào mình cũng ở dưới này được. Không biết chán là gì cả mọi người. Nhưng mỗi tội là không có tiền mua nhà dưới này thôi. Cho nên mà không có tiền mua nhà dưới này thì tôi đành phải đầu tư mỗi tuần xuống đây chơi một lần thôi. Nếu mọi người mà xem và thấy hay thì chia sẻ video nhá. Đăng ký kênh cho mình để mình lấy tiền, mình độ vài chục năm nữa mình lấy tiền mình mua lấy một căn hộ ở dưới này thì mình đỡ phải mua. Nói chung là dưới này là tối này gọi là ánh sáng là nó thiếu ánh sáng nên nó quay nó không nét lắm đâu mọi người, nó cứ mờ mờ ảo ảo. Đấy, bây giờ mình đã coi như là dẫm vào đất của khu phố Hồng Kông rồi đây mọi người.
ông thôi mà. Đây là toàn những cái dụng cụ chắc là cách đây mấy năm, mấy chục năm về trước này. Thì từ cái xe Bozo cổ này, thì chắc phải 6-70 năm. Còn những cái dụng cụ kia cũng toàn vài chục năm, toàn đồ cổ đấy mọi người. Gian nhà hàng này cũng toàn đấy, đồ lạ lạ mình quay cho mọi người xem. Gian người ta thu khách đơn ra thứ bảy tuần nào chỗ nào bán pháo hoa, auction 2, auction 3 đều bán pháo hoa hết. Nhiều pháo hoa này cũng là pháo hoa rẻ tiền, không đẹp. Hơn 8 giờ đã bán pháo hoa. Hết rồi. Đây nó chỉ là cái cầu vượt qua đường ấy. Cầu vượt qua đường mà xây to này. Ủa, nước của lò cái là giống như này không?
Lò tính làm gì? Nó giống không? Đây được mệnh danh là đẹp nhất Việt Nam đấy. Cứ lò tính làm gì? Việt Nam mình bây giờ đây là nó là số 1 rồi. Ocean Bar. Đây là cầu vượt Ocean Bar. Hiểu không? Đây. Đấy, đẹp chưa? Xoay vào. Bây giờ bắt đầu gia đình ta lại về Việt Nam. Đang trên đường về Việt Nam nha mọi người nhá. Đi qua cái cầu này là bắt đầu sang đất của Việt Nam. Cũng từ cái cầu này mà đi qua bao nhiêu thành phố này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn xem thấy video hay và ý nghĩa, thì cho mình một nút đăng ký kênh, một nút chia sẻ, để mình có động lực ra nhiều video hay hơn. Cảm ơn các bạn nhiều.